thì là một chuyện rất là bình thường, mình phải chấp nhận là đôi khi mình sẽ bị va đập, mình sẽ bị đau, mình sẽ bị bầm, mình sẽ bị chảy xước, đó là chuyện hết sức bình thường. Và ốc thì cũng không phải là thuộc dạng là bánh bèo để mà lo ngại về những cái điều đó ở cái mức là thái quá. Tuy nhiên là mình không có muốn mình gặp nguy hiểm hay là bị những cái thương tích nặng, bởi vì cái đó có thể làm cho tiến độ đoàn phim là sẽ bị ảnh hưởng, và mình muốn mình phải bảo toàn nguyên vẹn như vậy đi về. Thì một vài cũng có những cái vết thương và mẻ răng. Có cái kỷ niệm nào mà chị nhớ nhất không chị Ốc trong cái quá trình? Có cảnh hai mẹ con chạy qua đường rầy xe lửa, và khi mà nhảy qua đường tàu á thì té sấp mặt, té cả mẹ lẫn con luôn, và té nằm xong mà mọi người tưởng là mình diễn rất sâu, tưởng là trời diễn thật quá, mà thật sự là té thiệt, là đứng lên không nổi. Sau đó đứng lên là thấy rất là mát vì hai cái đầu gối mình lủng hai lỗ vậy nè, lủng xuyên qua cái quần vậy đó. Thì sau đó vết thương rất là lâu lành là bởi vì phải ngâm nước á, vì mình diễn rất là nhiều những cái cảnh ở dưới nước. Và bây giờ nó vẫn còn một cái sẹo nhỏ, nó cũng là một cái kỷ niệm. Chị có nghĩ là lần mà uống cánh là sẽ tạo ra doanh thu khủng cho series phim lật mặt? Chị không dám nghĩ tới điều này, thật sự chị không dám nghĩ tới điều này, chị chỉ mong là khán giả đón nhận bộ phim thôi. Nhưng mà mình diễn cảnh sông nước thì chị có sợ vì không biết bơi hay gì đó mình? Chị không sợ nước, chị bơi tốt, chị không sợ nước. Chị chỉ hơi kiểu như mình chịu lạnh hơi kém thôi. Có cái đợt mà quay ở Cần Thơ mà quay dưới hồ bơi á, nó lạnh khủng khiếp. Tức là ngoài sông thật thì mình có quay ở hồ bơi để cho lấy được cái nước trong á, thì sẽ thấy rõ mặt diễn viên hơn á. Thì lúc đó là đêm và lạnh tới nỗi mà cái răng của mình là cầm suốt. Chỉ có là mình thấy mình chịu lạnh hơi kém thôi, chứ còn những cái khác thì không có lo lắm. À có chứ, có rất khá là nhiều cảnh. Khu vực check-in của sinh viên và công viên nhà báo công viên, xin mời các anh chị chúng ta cùng tiến về khu vực của sinh viên và công viên Lê Tuấn ở phía bên tay trái. Khi mà diễn phim này thực sự là mọi người đều rất là nghiêm túc, cho nên là cũng không có đến mức là bị cái tình trạng là kiểu mà thoát vai liên tục, nhưng mà cũng có những cái cảnh kiểu cũng phải chạy trật rất là nhiều lần, kiểu như là đang rất là nguy hiểm tự nhiên xuồng bị lật mà chưa tới khúc lật vậy đó, lật trước chơi vậy đó, thì ướt hết cái phải đợi mọi người lên bờ sấy khô rồi mới xuống lại. Thì Ốc thì không có bị lật, nhưng mà Mạc Văn Khoa thì lật mấy lần là nhờ tài nghệ lái cái thuyền nhỏ của anh Lý Hải đó. Anh lái từ xe lôi, anh lái qua cái vỏ lãi, và với cái tài nghệ mà lái của anh là ta nói diễn viên cũng xuống nước mấy lần tắm hơi lố. Dạ, nhưng mà em thấy chỉ có cảnh là có con rắn thôi đúng không chị? Chị có sợ rắn không? Chị không sợ rắn luôn, chị chỉ sợ chuột. Chị sợ chuột kinh khủng khiếp đó, chỉ sợ con đó thôi, hết. Chị rùa đứng bên kia, nói chung dạo này cũng giỏi lắm, cũng ba đầu sáu tay như tôi vậy đó. Chí rùa giúp rất là nhiều, chí rùa giúp Ốc rất là nhiều trong việc chăm sóc các con. Chúng ta sẽ cùng tiến về khu vực chụp hình của Thảm Đỏ Ngày Hôm Nay. Chị biết điều đó là một trong những thành viên của Lần Mặt 48 giờ, Lê Hà Anh. Hy vọng đây sẽ là một tác phẩm được khán giả đón nhận. Còn chuyện doanh thu thì đó là câu chuyện của nhà đầu tư. Mình chỉ biết là mình làm nỗ lực hết sức mình, và mong là khán giả sẽ ra rạp để xem. Và cùng với nhà sản xuất đó, để mà chị kêu gọi mọi người ra coi phim thì chị sẽ dùng những từ như thế nào? Ông nghĩ là bạn có nhiều sự lựa chọn về việc sử dụng thời gian của mình, nhưng mà mình quan trọng nhất đó là thời gian chất lượng dành cho gia đình. Thì 48 giờ của bối cảnh phim Lật Mặt khi ra rạp nó sẽ là khoảng tầm 2 tiếng, và mình hy vọng rằng 2 tiếng đó cũng sẽ là 2 tiếng chất lượng mà bạn có thể thư giãn, cùng khóc cười với nhân vật, và cùng thấy sông nước Việt Nam mình đẹp như thế nào, cũng như thỏa mãn với những cảnh hành động của Lật Mặt 48 giờ.